Check the mic and make sure it sound right, boys. Ok, hello, xin chào các bạn đã đến với dụng cụ cơ khí Khanh Trúc web đồ nghề sửa chữa .com. Thì hôm nay mình có một cái dòng sản phẩm của Senlay, đó là một hộp nhựa chứa đinh ốc vít nha. Thì nó có mã hàng là ST14021, mình có để trên góc phải của màn hình như màu hy nha. Thì nói sơ lược về cái sản phẩm của Senlay á, thì Senlay này được biết đến là một thương hiệu cung cấp dụng cụ cầm tay nổi tiếng đến từ Mỹ. Và nó thuê các nước nhân công như là Israel, Trung Quốc cũng như Đài Loan để sản xuất, để nó có một cái giá thành hợp lý, cũng như mang đến sự trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng nha. Thì đối với Senlay này, nó có rất nhiều hàng giả trên thị trường nha. Còn những cái sản phẩm chính hãng thì nó có tem như thế này của Bộ Công an. Và nó sẽ có một cái mã vạch ở dưới để các bạn có thể check là cái sản phẩm này xuất xứ từ đâu. Như cái hộp đựng đồ nghề nhựa này nè, nó xuất xứ từ Israel nha. Rồi, đây là thương hiệu của Senlay ở trên. Và nó có mã hàng nè, ST14021. Rồi, hộp đồ nghề này rất là nhẹ nha, nó có khoảng nó nặng khoảng chừng 400 gram. Rồi, nó có chiều dài là 29 cm nha, và nó có chiều ngang là 21 cm, và nó có độ cao là khoảng 6.3 cm. Rồi mình sẽ mở hộp bên trong để cho các bạn xem cái sản phẩm bên trong nha. Rồi mở hai cái lẫy hai bên ra. Rồi, điều đầu tiên nhìn vào cái sản phẩm này á, thì bạn sẽ đếm được cho mình là khoảng 10 ngăn. Và 10 ngăn này các bạn làm gì? Mình có thể đựng được các con ốc vít, đinh tán hay là những cái vật dụng nhỏ. Nó cho bạn kèm theo một cái lẫy ở bên nè, để nhiều khi mình mất á, hoặc là mình gãy mình có thể thay thế. Mình xin lấy vài con ốc vít để mình bỏ vô để mấy bạn tượng trưng nha, tượng trưng coi thử nha. À, cái hộp này thì nó có chất liệu là nhựa lắc tiết nha. Chất là liệu nhựa này rất bền, cũng như dẻo, cũng như tăng cái độ cứng cáp, nó không có bị mớp méo, cũng như là bền khi bạn sử dụng ở các môi trường, mình xách lên xách xuống rồi cũng nhẹ, với lại mình trong môi trường ẩm ướt hay là ấy gì đó, rất là gọn, nó không có tràn giống như là như mấy cái kia nha, không có đổ ra gì hết á. Mình bỏ vít vô đây thì mình rất yên tâm. Một sản phẩm vừa nhẹ mà vừa tiện lợi, mình có thể mang đi bất cứ nơi đâu. À, nó có một điều rất là đặc biệt. Khi mà mình cái sản phẩm này nhỏ gọn quá, nếu mà chúng ta muốn mà mua thêm một cái nữa thì làm sao chứ, chúng ta mang theo cho nó gọn nè. Các bạn chú ý nè, phía bên hông nè, nó có một cái lẫy để bạn gạt lên, nó có một cái chốt nè. Mình đẩy cái lẫy vô cái chốt nè là hai cái nó sẽ ghép với nhau. Rất là cứng cáp, bạn chú ý nè, mình có cái chốt ở đây nè, đó. Và bên đây nữa, mình đẩy vô,
là nó có thể ghép hai cái hợp đồng nghề của mình lại. Đó. Rồi. Xong mình cầm đi, rất là gọn, rất là nhẹ luôn. Mình không có cần phải mà mang hai tay, mình chỉ cần ghép như thế này rồi mình mang một tay thôi. Với cái hợp đồng nghề này, cái giá phát hành của sản phẩm mình sẽ để ở dưới mô tả nha. Bạn hãy nhớ mã hàng của cái sản phẩm Senlay này là STST14021. Chào các bạn. Chúng mình cùng xem lại sơ lược về sản phẩm của Senlay nha. Một sản phẩm, một cái hộp đựng đồ office tiện lợi để mình mang theo trong quá trình sửa chữa cũng như là bảo trì nha. Khi các bạn xem xong á, các bạn nhớ ủng hộ bên mình bằng cách bấm like cũng như subscribe để ủng hộ kênh mình. Các bạn có thể comment ở phía dưới những sản phẩm mà các bạn muốn bên mình review nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào các bạn.